Chào bạn, mình là Thắng lắp đặt điện máy. Hôm nay rất vui được hướng dẫn bạn lắp đặt TV TCL 43P2UF43, TV UHD, chạy hệ điều hành Android. Giá hiện tại của sản phẩm là 8 triệu 400 nghìn. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách xem email của sản phẩm. Đây là email của sản phẩm, bạn nhìn hộ mình nhé, đuôi 0025. Ok, mình sẽ chỉ cho bạn là ngày tháng sản xuất của sản phẩm thôi. Trên tờ bảo hành ghi đây, cái 0025 chính là email của sản phẩm này. Ngày sản xuất là ngày 5 tháng 8 2017, rất là mới luôn ạ. Bộ phụ kiện kèm theo mình có là một dây nguồn, một điều khiển rất là to luôn, rất là tiện dùng luôn, đặc trưng của TCL là một sách hướng dẫn sử dụng, một bảo hành và một đôi pin luôn. Mình sẽ tiến hành hướng dẫn bạn lắp đặt luôn. Mình có một đôi chân bằng kim loại. Đây mình có một đôi chân nha, mình sẽ tiến hành lắp chân vào tivi nhé. Mình có hai cái lỗ này để bắt vít này, và hai cái lỗ chéo này là để đệm, và hai cái lỗ chéo ở đây thì để cho nó đứng cứng ở đây thôi. Mình sẽ đặt lại này. Đây. Đây là chân bên phải. Chiều dài tivi này là 43 inch, là chiều dài của tivi là 113 cm, và tổng chiều cao là 62 cm, rất là công suất của này bao nhiêu ạ? Cái công suất của nó tiết kiệm được 75W, 43 inch 75W là vừa phải. Ok rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tổng quan mặt sau của cái tivi này. Đây là tổng quan mặt sau của cái tivi TCLL 43P2UF. Đây mình có 4 con ốc treo tường. Rồi 4 con ốc để bắt vào giá treo tường. Tem của TCL. Hai cái loa ở đây rồi. Đây là hai loa nằm ở đáy. Đây là mắt thần, vừa là mắt thần này. Còn đây là nút tắt bật của tivi. Ok. Đây là nút nguồn AC. Nút nguồn cắm dây điện vào. Công suất của tivi này là 75W. Mình có model của sản phẩm đây. 00025. Và số chăm sóc khách hàng của TCL 1800 588 880, số miễn phí luôn. TCL rất là hay, được bảo hành 3 năm toàn quốc, bảo hành rất là dài luôn ạ. Cổng optical, một cổng quang, một cổng mạng có thể cắm bằng wifi, dùng wifi bắt luôn, một cổng HDMI, một cổng VGA cắm cho máy tính đấy. Một bộ video mình có là xanh trắng đỏ là video. Mình có một bộ compare là xanh trắng đỏ này. Mình có bộ compare là xanh xanh đỏ.
Bộ này thì chất lượng nó tương đương, tức là nó phần bộ Cumberland này thì chất lượng thì xấp xỉ bằng HDMI nhưng mà không thể bằng được nhé. Người ta giới thiệu là bằng HDMI nhưng không bằng, xấp xỉ thôi. Cổng HDMI 3. Bên hông mình có thêm hai cổng HDMI khác rất là tiện luôn ạ. Nhưng mà điều đáng buồn ở cái tivi này là không có ARC, tức là không có lấy được tiếng từ loa, từ tivi ra loa bằng HDMI. Một cổng out audio lấy ra dàn 3.5 hoặc lấy ra tai nghe. Hai cổng USB khác, một cổng 3.0 này. Cái này có thể cắm sạc điện thoại hoặc là mình cắm USB nghe nhạc xem phim, cắm giải trí, và một cổng cạc mạng. Ok. Đây là toàn bộ tổng quan mặt sau của tivi TCL 43P2 UF. Mình sẽ tiến hành cài đặt. Mình tiến hành cắm dây nguồn vào tivi. Ok. Mình bắt đầu tiến hành mở pin của cái điều khiển này nhé. Đây là hình dạng chính của cái điều khiển. Pin đây. Đây là số chăm sóc khách hàng. TCL rất cẩn thận trong việc chăm sóc khách hàng, dán mọi nơi mọi chỗ luôn. Đây, pin đây, mình ấn từ trên xuống như này nhé. Đấy, và mình hơi đẩy về trước đây, mình vừa ấn vừa đẩy. Ok. Pin mình trong này mình lắp theo chiều âm dương. Và mình kiểm tra pin luôn. Mình sẽ đóng lại luôn. Ok. Mình sẽ kiểm tra xem pin hoạt động chưa, bằng cách bấm một nút bất kỳ. Rồi, ok rồi. Mình sẽ hướng dẫn qua về cái điều khiển nhé. Đây là tổng quan của cái điều khiển của mình như thế. Mình sẽ hướng dẫn qua. Đây là tắt bật này. Đây là nút chuyển về TV. Các cái nút nguồn của mình này. Đây là phím chọn kênh này. Scope để chọn ví dụ như HDMI này, AV hoặc là máy tính PC các thứ. Tất cả dùng nút này luôn. Đây là nút im lặng rồi. Rồi đây là tăng tiếng, giảm tiếng. Đây là tăng một kênh, giảm một kênh này. Đây là nút im lặng. Rồi, đây là phím home để vào màn hình chính. Khi mà mình bấm phím home này nhá, mình có thể vào được internet ấy, thì mình dùng được bộ phím lên xuống trái phải. Ok. Và đây là nút quay lại. Bấm phím home tức là khi mình đang ở trong YouTube hoặc là đang trong internet ấy, mình bấm phím home cứ ấn 1, 2, 3 lần thì nó cũng tương đương với phím tắt về nút TV, thì nó cũng tự về màn hình TV. Ok. Đây là bộ zoom giữa các thứ không quan trọng đâu. Rồi. Đây là dành cho loa đầu giảm. Đây, bộ này gần như là người dùng gần như bỏ qua hết. Nếu mà cần thì có thể gọi mình chỉ thị cũng được. Bạn đang xem bài hướng dẫn về TVL 43P2 UF của mình. Bạn like và subscribe ủng hộ mình nhé. Mình là Thắng lắp đặt điện máy. Đây là tổng quan mặt trước của TV. Mình sẽ đây, mắt thần thì nó nằm ở giữa đây rồi. Đây là mắt thần giữa chữ TCL luôn ạ. Thiết kế cũng rất là đẹp luôn, viền nhôm rất là đẹp luôn ạ. Viền nhôm quá đẹp luôn. Nó được quảng cáo là chạy chip 64 bit, được có cái tem năng lượng của Bộ Công Thương 5 sao luôn. Hiệu suất là 3.99. ok, được chấp nhận được là 5. Và có bắt được truyền hình số mặt đất. Bắt được số mặt đất với điều kiện mình phải có anten nhé. Mình anten cao thì mình sẽ bắt được truyền hình số mặt đất. Ok, bây giờ mình tiến hành cắm điện. Ok, mình sẽ tiến hành bật TV lên. Đây là giao diện chính của TV khi lần đầu mình bật lên. Đang khởi tạo lần đầu ạ. Rồi mình chọn là ngôn ngữ, mình chọn là tiếng Việt luôn. Mình bấm OK. Mình bấm OK trên điều khiển. Các cái điều khoản mình bấm OK luôn. Mạng mình để là wireless, mình để là không dây đấy. Các mạng mình bấm OK luôn. OK. Không lấy được nét. Các mạng mình để là OK. Rồi ở đây mình dò được một cái FPT Telecom 2 vạch thôi. Rất là yếu ạ. Rồi thôi mình cứ dùng thử ấy. Mình bấm OK.
Đây mình lên wifi này, mình bấm ok tiếp. Mật khẩu của mình là gì chú? 0909. Mình xuống chọn ngôn ngữ nào, mình chọn là số này. 0909 đây, mình bấm di chuyển đây. 0909 923 923 588 588. Ok rồi. Mình xong rồi, bây giờ mình bấm vào nút Enter ở dưới này đây ạ. Đây đây là phím, chính là phím Enter đấy ạ. Ok, mình bấm xuống ok và mình ok luôn. Mình đang kết nối với wifi. Bình thường một cái tivi bình thường chỉ bắt được 10 mét không xuyên tường thôi. Như cái này người ta để rất là xa nhưng mà không biết là bắt được, nhưng mà kết nối được với wifi. Nhưng có lẽ là sẽ chập chờn. Mình sẽ bấm ok. Mình chọn vui lòng chọn quốc gia, mình chọn là Việt Nam. Ngày và giờ thì có mạng thì nó tự cập nhật, mình chọn ok luôn. Mình chọn là ok. Rồi, mình đã cài đặt xong wifi. Đây là sóng wifi các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, để mình chỉ nhá. Thực ra là nó chỉ có một vạch thôi. Trên điện thoại nhìn được. Trên màn hình đấy, một vạch bạn nhìn thấy không ạ? Sóng chỉ có một vạch thôi, rất là yếu. Đây, mình bấm mình có cái giao diện này nhá. Trang chủ này, video này, TV này, APP. APP là kho ứng dụng. Nó tương đương như mình bấm phím tắt vào kho ứng dụng APP đây. Rồi, bây giờ mình sẽ sang bên TV nhé. Vì mình chưa cài xong mà mình sang TV này. Mình bấm nút lên đây, đây màn hình TV đây. Mình sẽ cài đặt lốt cái TV này. Mình sẽ bấm nút menu trên điều khiển đây, nút menu là nút này đấy ạ. Mình bấm menu này. Rồi, mình sẽ lấy nét lại. Mình sẽ xuống thiết lập. Ok, mình chọn là kênh. Trong kênh mình chọn là dò kênh. Trong dò kênh mình chọn là dò tự động. Trong dò tự động mình chọn là analog, vì ở đây truyền hình cáp chứ nhỉ? Không, bình thường. Anten này. Thì mình chọn là digital. Đấy, mình bấm ok. Chứ không phải là cáp à? Rồi, dò đây là dò kỹ thuật số mặt đất đấy. Và không biết có dò được không? Anten cao không chú? Anten ngay trên. Cái cũ là mình trước mình có cái đầu thu ở đây đúng không? Vâng. Phải có đầu thu thì mới dò được chứ. Đang dò nhưng mà chưa được kênh nào đây. Đầu thu ở kia. Và đầu thu trước là để đây đúng không? Vâng, để đây. Và mình bỏ tivi thì bỏ đầu thu đi rồi. Thì bây giờ con này nó bắt được số mặt đất thì tức là nó không cần đầu thu luôn. Bắt được luôn. Đấy, bắt được 36 kênh số mặt đất rồi bạn nhé. Đây là cách dò số mặt đất của TCL. Kênh 36 kênh đây rồi. Mình sẽ dò cho đến khi hết. Rồi, ok, mình dò được 120 kênh. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật thử một kênh nhé. Rồi mình sẽ bấm nút đây mình chọn này. Mình bắt đầu xem từ kênh 151 nhá. Đây này, cái anten nó yếu quá nên là mình không lấy được này. Đấy. Đúng rồi. Lấy đi. Được rồi ạ. Kênh 153 đây cũng là xem số mặt đất nhưng mà với điều kiện anten phải cao, mình nói rồi. Đây anten thấp quá nhập nhằng. Thôi mình đành phải lắp đầu kỹ thuật số vào để thử thôi. Đấy, cũng có kênh đây. Thôi mình lên kênh đầu 801 đi. Này. Mình lên trên này đấy. Rồi ok. Rồi lên đoạn này vẫn nhập nhằng lắm. Tốt nhất là mình dùng qua đầu thôi. Rồi mình cắm đầu kỹ thuật số vào đây rồi. Bây giờ mình mới vào cái đầu, kết nối cái đầu này nhá. Mình có nút Scode trên điều khiển đây. Mình bấm Scode. Mình chọn sang là HDMI 1 đây. Ok, mình bấm lên. TV này là 4K Ultra HD của 4K Ultra HD của TCL nhé. Giá hiện tại rất là rẻ luôn ạ.
là 8420 đấy ạ. Giá triệu giá hiện tại là 8.420 ạ, rất là nét luôn ạ. Rồi mình sẽ hướng dẫn bạn cách vào YouTube nhé. Mình sẽ bấm nút home trên điều khiển này. Đây, nút hình ngôi nhà này. Mình bấm vào ngôi nhà, mình bấm nút xuống ạ. Mình xuống đây là APP, kho ứng dụng, mình thấy YouTube nằm ở đây rồi đấy ạ. Rồi, mình sẽ vào YouTube. Rồi, mình sẽ tìm kiếm một cái nội dung gì đó nhé. Đây, mình lên tìm kiếm. Mình bấm nút sang. Ok. Và mình chọn là UHD. Mình thử một cái video nhé. Đây, mình bấm từ bất kỳ đi, UHG đi. Rồi, mình bấm tìm kiếm đây. Ok ạ. Rồi, đây là các cái nội dung video mình tìm được bên dưới. Ok. Mình sẽ chọn cái video mình nào mình thích mình xem thôi. Đây là toàn bộ bài hướng dẫn của mình về TV TCL 43P2UF. Giá hiện tại của sản phẩm là 8.420.000. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy.